Thì luật chơi sẽ là mình sẽ nhờ một bạn host đọc câu hỏi bằng tiếng Anh. Sau đó thì tụi mình sẽ có 3 giây để suy nghĩ. Sau đó thì sẽ vote coi là ai là cái người đó nha. Tụi mình dùng câu hỏi bằng tiếng Anh tại vì nếu như dịch ra tiếng Việt thì nó có phần hơi thô. Rồi ok mình vô. Giờ mời em hỏi ra mọi người từ đếm 1, 2, 3 luôn nha. Ok em đếm đi. Em đếm luôn hả? Ok. Anh đếm. Who is most likely to expose friends in public? 1, 2, 3. Sao chứ? Vậy sao hả? Dạ. Tiếp đi. Ủa tại sao? Tôi giải thích chứ. Tại sao? Mình ăn chứ. Ủa là chỉ xong. Chỉ xong không mà giải thích tại sao là chỉ đó đúng không? Ừ. Okay. Who is most likely to have an emotional breakdown when TikTok isn't working? 1, 2, 3. TikToker. Đừng coi là TikToker rồi. Hot TikToker rồi. Đã có clip 100.000 view. 150.000 view. 100 mấy hơn rồi. Có cái chồng mấy cái 10.000. Dạ mọi người giúp follow account TikTok của mình nha. Thì đó bao nhiêu đó mọi người đó. Chị đây nè. Đây nha. Who is most likely to only talk about themselves? 1, 2, 3. Mày đó hiểu rõ đó chuyện của mày đó. Luôn luôn vậy chọn chuyện của người khác. Trong lúc chết luôn luôn. Nói chuyện vấn đề gì mà giờ tin nhắn đó mẹ hôm nay mình muốn mua cái tấm này đó mẹ đó chọt ngang chọt dọc vô tùm lum. Rồi tiếp đi. Mày bớt đá mày bớt lái má mì nữa. Đúng rồi má mì nữa. Nó có tao mày tao má mì nữa. Má mì nữa mày tao chỉ mì đó mày chỉ tao biết mà. Who is most likely to own a sex toy? 1, 2, 3. Who is most likely to make a great sugar daddy or sugar mommy? 1, 2, 3. Không biết nữa. Không phải là chuyện này không? Câu chuyện mọi người chọn đúng không? Người mẹ cũng nhớ. Rồi. Con sen gì không? Sen. Who is most likely to never text you back? 1, 2, 3. Không ai đấy ai cũng trả lời tin nhắn cái nhắn này yêu nhau đó mình đúng rồi. Giết con. Giết con. Giết con. Rồi đấy luôn em qua luôn đấy luôn. Không thấy mặt đâu đấy. Cái này nó cu. Đấy vậy cái này để cho chữ gì đi. Để là gì thôi. Rồi tiếp đi. Cô gái em mất kết nối. Mất kết nối. Hôm nay không tiếp tục mất kết nối luôn. Who is most likely to be obsessed with how they look on photos? 1, 2, 3. Tất cả luôn. Nhớ mày sống ảo lắm. Ảo nhất đây. Không nhà ảo nhất. Ảo nhất đúng chính xác. Chắc cái đường. Ok. Who is most likely to pat a homeless person? Oh my god. 1, 2, 3. Thôi á. Tao chứ. Mày hả? Chưa giờ thấy mày thấy thôi. Thấy thôi nhiều. Tao thì ok. Tao cũng giúp chồng. Tại vì không phải ý là kiểu thấy cho tiền cái nó kiểu không hơn. Ý là với lại đối với người ta thì tao cũng được. Who is most likely to buy fast food all the time? Rồi mày ăn KFC mày ăn bún bún đậu mắm tôm vậy. Còn tao bún táo mày bún đậu mắm tôm là fast food mà KFC. Đây là mày ăn KFC. Tao cũng thấy mày. Hai mẹ đi ăn KFC. Mình tới còn mày đi mua hay đi mua chén rồi mua. Fast food là kiểu ăn nhanh thôi mà. Tao cũng hay ăn mặn nhanh mà. Nhưng mà fast food đó đối với người Việt Nam cũng là bún đậu mắm tôm hả? Đúng không? Who is most likely to be a little bitch? Cái gì trời ơi, ai nói vậy? Ba chọn người đi. Để đi mọi người. Thì đĩ điếm. Ơi, tôi chọn điếm được. Điệu nhá. Dẻo á. Tao hả? What? Dạ, nó không phải biết gì chứ. Ủa, tôi chọn chiêu thôi nè. Rồi tại sao? Tại nó điệu. Nó quay TikTok nó điệu quá, nó điệu. Ừ, nó điệu quá. Mày bớt đi quá. Ý là chiêu cái ngưỡng cao hơn nó được biết show. Ngưỡng cao hơn cái trình độ nó cao hơn. Ừ, chứ cái này nó là sẽ biết nè. Ừ đúng rồi, nhỏ. Biết dẻo. Who is most likely to be afraid of driving? 1, 2, 3. Thôi luôn. Thôi, thằng em mới đây à? Thằng em mới đây còn chiêu là. Ở nhà. Thôi. Từ từ. Rồi. Sẽ lớn kìa. Lớn vậy à? Ôi. Hồi nãy đâu có cứ phân qua thì tại không. Lái rồi nữa. Cầm cái chổi nữa. Nó sợ. Đi trên kinh. Rồi, tiếp. Who is most likely to overreact to everything? 1, 2, 3. Mình nào? Tao. Con này con cũng hay nè. Này nè. Hai đứa luôn. Ồ, vậy là kiểu. Oh my god. Đây là con sẽ diễn nhất. Con đây là diễn nhất. Đúng rồi. Nó hay vậy. Nó diễn quá. Nhưng mà overreact là mày á. Tao có chỉ tao mà. Mày á. Trời ơi, chị tao đâu có đâu, chị tao. Thôi đi. Nhưng mà con này hiểu mà. Who is most likely to run shirtless to show off their body? Rồi. 1, 2, 3. Còn đấy, đứng lên có, đứng lên của đoạn đây nè. Có là đừng kính cho mọi người. Sexy. Nguyên cắt là sao đứt luôn. Nguyên cái đổ không. Điểm nhất hả? Tiếp luôn. Who is most likely to be a nerd? Ba. Má không? Một sách. Nerd Trang. Gái của mẹ. Nerd Trang. Vừa thì Xuân Trang. Who won't stop talking about the relationship problems? 1, 2, 3. Hai người luôn á, hai người luôn. Hai đứa này là chuyên gia song ca và hai người bồ. Đâu? Đây là song ca nhiều người bồ. Còn nhỏ trời ơi, đứng mệt. Nhỏ tao bồ quá tuyệt vời luôn. Who is most likely to change songs in every 30 seconds? 1, 2, 3. Thôi đó. Thôi nghe nhiều mà nghe ít lắm. Ý là Đây. Tao cũng vậy á. Chủ yếu đang quay TikTok thôi. Who is most likely to have sex with themselves if they could? 3, 2, 1. Ai chỉ tao? Ai lên rồi khoan. 3, 2, 1. Để đi. Ai đó? Mấy cái dưa. Đúng rồi. Mày biết sao tôi gửi bạn này không? Tại bạn này yêu xa mà. Bạn này sao? Này chưa có bò. Who is most likely to be a basic bitch? Ủa sao basic là kiểu basic á, kiểu bình thường á. Ủa sao basic là tao không hiểu con. Ý là kiểu basic nó kiểu kiểu mày ở giữa kiểu giữa. Hỏi lại đi. Thôi anh làm tiếng Việt không em? Ý là thôi cái này gì về sao? Ai là con điện bình thường hả? 1, 2, 3. Nó ở giữa mọi người. Ủa ở giữa là bên này. Who is most likely to give no shit about anything? 4, 9, 8. Này. Tao hả? Tui mà bà. Bà gì? Tui không bất cần luôn. Thôi chứ. Vô cho quan tâm ta thì cho. Ủa cho cái slogan của cô là education and anything. Nhưng mà con nó vẫn quan tâm nhưng mà người ta là tao không cần. Nhưng mà hỏi chừng ra ai cũng cần đi qua đây. Với nhau rồi. Rồi đi dành dành. Dành cũng cần dành dành vô. Quá. Who is most likely to have a resting bitch face? Resting. 1 2 3 Mày mà. Còn đó đó đẹp đơn đó. Cái nét đơn. Cái nét đơn. Hồi đó đẹp đơn rồi. Nét nó luôn. Đi đây. Who is most likely to be on time? To be on time cũng vậy. Trời ơi, đứng lên cho em nhỏ. 1 2 3 It was at this moment that he knew he fucked up. Who is most likely to be a Disney character? Cái này dễ quá mà. Mày con gấu của Pin luôn. Mày con Pin. Ôi trời ơi. Who is most likely to be obsessed with their butts? Mông. Ai mê mông của mình nhất? Dumb friends on the weekends that are watching. Who is most likely to talk about celebrities like they know them? 3 2 1 Ai nữa? Ai đây nữa? Nói chứ, nó biết chữ lắm. Con này là biết đâu. Biết trẻ Việt Nam, kiểu Việt Nam là kiểu Việt Nam tao biết. Kiểu nói theo DVD như bản thân mình. International. Who is most likely to be Tinder queen? Who is most likely to act like an old person? 1 2 1 2 3 Gì vậy? Nó đổi cái này y chang như người lớn tuổi. Gù nữa. Không cà lắm nữa. Ai có bất kiến này cho mày già đem để bất kiến nhanh nhanh. Who is most likely to believe everything? 1 2 3 Đây còn đây trước. Mày dễ tin người hả? Ủa mày dễ tin người hả? Tao tưởng này tại sao? Ủa dễ tin người hay dễ tin người mà? Đúng rồi đi coi bói nên kêu coi bói. Nhưng mà tao là người nhất á. Điện. Nhớ hả? Đấy. Mình là hạng nhất cái hàng người nha, người nhiều nha. Này hạng nhất thì này hạng nhì. Rồi ok. Còn một câu nữa là câu còn một câu cuối cùng thôi hết. Who is most likely to get trapped in revolving doors? Không hiểu đâu. Mấy cái cửa mà nó xoay xoay vòng á, mấy chị biết cái cửa đó. Chị biết là kiểu gì? Thôi ai hay bị kẹt rồi đó. Ai kẹt đâu? Ai kẹt đâu? Mày biết ai không? Rồi biết rồi, biết ai? 1 2 3 Mày biết ai cái nào? Ủa, tao lại nghĩ thôi. Tao nghĩ chiều chắc bà già. Thôi mà nó cũng bị ngu thứ tao được. Ủa tao ngu nào? Tao ngu hả? Không biết là con nó nâu chát nó kiểu. Nó chậm chậm quá. Đáo vậy, sợ nhất nó chậm. Sao giống như cái trò chơi này để bát sinh năm rồi. Nãy giờ luôn á tụi đầu chứ. Bộ tao mà coi biết nghĩ gì vậy tao.